Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bibibap và lời thì thầm của những bóng ma. Đây là câu chuyện về Melinda Gordon, một người có khả năng nhìn thấy ma và giúp cho những hồn ma siêu thoát. Cô có một người chồng là Jim và một người bạn cực kỳ thân là Andrew. Hai người luôn biết hết tất cả những bí mật của Melinda, luôn luôn yêu thương và ủng hộ Melinda hết mực. Trước khi vào video ngày hôm nay thì Bắp cũng nói luôn là ở mỗi video thì Bắp sẽ giới thiệu sơ như vậy thôi, để cho những bạn, có nhiều bạn thì vào đây không có coi lại từ đầu á, thì các bạn có thể biết được tóm tắt là như thế nào. Nó rất là nhiều sự việc xảy ra nhưng mà tóm tắt chính đầu tiên là như vậy thôi các bạn. Melinda giúp cho những hồn ma siêu thoát, rồi có hai người nào đó thân cận với Melinda, rồi câu chuyện diễn ra như thế nào thì các bạn có thể nắm được ý chính và theo dõi những cái câu chuyện. Có nhiều bạn xem ngang thì có thể hiểu, bởi vì cái chuyện này nó cũng rất là dễ hiểu. Và tập ngày hôm nay là một tập truyện có liên quan tới người bạn thân nhất của Melinda, đó là Andrew. Andrew hiện tại vẫn đang sống trong căn hộ chung cư của mình. Bình thường Andrew vẫn ở trong căn hộ đó, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà vào một đêm nọ, khi mà Andrew đang coi chương trình TV, đó là một cảnh của một vận động viên leo núi đang ngồi coi TV, đột nhiên ở bên cạnh có một cái quả cầu, cái quả địa cầu mà người ta hay chưng ở trong nhà rất là to như thế này. Tự nhiên cái quả địa cầu đó không ai đụng chạm gì tới nó mà nó xoay xong rồi nó lăn xuống dưới đất, nó lăn về phía của Andrew. Là kinh nghiệm bản thân của một người có khả năng nhìn thấy ma lâu năm thì thấy cái hiện tượng này bắt đầu cảm thấy sợ sợ rồi. Andrew mới lấy cái đồ mốt tắt TV đi. Khi Andrew tắt TV đi, đột nhiên ở bên ngoài gió thổi vào làm tung cái cửa sổ và tung hết tất cả những cái màn cửa sổ, nó bay phấp phới ở trong phòng. Sau đó TV đột nhiên nó lại mở lại và mở lại cái cảnh hồi nãy, mở lại cái chương trình hồi nãy là những cái người vận động viên leo núi. Andrew bắt đầu cảm thấy ớn rồi, sau đó lại cố gắng tắt TV một lần nữa, rồi thậm chí chạy tới cái ổ cắm điện, rút cái dây cắm điện ra luôn. Lúc này Andrew mới gọi điện cho Melinda, bởi vì bây giờ trong phòng của Andrew mọi thứ vẫn đang rất là hỗn loạn, cho nên Andrew mới gọi cho Melinda để mà kêu Melinda giúp, mà lúc đó là cũng tầm nửa đêm rồi. Melinda đang ngủ khi mà nhận được cuộc điện thoại của Andrew, hỏi Andrew là chuyện gì. Andrew mới nói là căn hộ của Andrew có điều gì đó lạ lắm, rồi sau đó Andrew thét lên. Melinda vội vã chạy tới nơi của Andrew. Khi Melinda tới nơi, Andrew kể cho Melinda nghe tất cả những sự việc xảy ra. Và có một điều lạ nữa là cái TV, mặc dù là Andrew đã rút cái ổ cắm điện ra rồi, nhưng mà đột nhiên nó lại mở lên lại. Và vẫn là cái cảnh của một người leo núi, vẫn là cái chương trình đó, tiếp tục cái chương trình mà hồi nãy Andrew đang coi dang dở. Melinda tới và nhìn xung quanh, thì khi Melinda tới không thấy gì nữa, là nó đi rồi. Chỉ có một mình Andrew ở trong phòng thôi, cũng không biết hồn ma nào mà nó lại bám theo Andrew. Hồi xưa tới giờ không bám, tự nhiên bữa đó nó lại bám và nó ám theo Andrew. Lúc đó Andrew thật sự sợ hãi, Melinda nói rằng không sao cả, Melinda sẽ luôn luôn ở bên cạnh của Andrew và xem thử xem cái hồn ma đó nếu mà nó xuất hiện một lần nữa, Melinda sẽ nói chuyện với nó xem là tại sao lại phá Andrew như vậy. Qua ngày hôm sau, hai người vẫn đi làm bình thường. Tới chỗ làm á, Melinda vẫn luôn luôn theo sát Andrew để xem là con ma kia nó có xuất hiện nữa hay không. Khi mà Andrew đang đứng ở trong cái tiệm bán đồ cổ của mình, đột nhiên có một cơn gió ở trong tiệm là đóng cửa kín mít luôn các bạn, mà gió ở đâu nó thổi rất là mạnh và nó thổi cuốn. Nói chung á là Andrew đang bận một cái áo nha, mà cái lực gió thổi mạnh đến độ mà những cái áo nó bung lên như vậy luôn, Andrew phải chụp kéo xuống. Khi này Melinda lực được chạy ra và thấy thoát ẩn thoát hiện một hồn ma. Mà hồn ma này là của một người con trai tầm khoảng chừng 30 tuổi. Gương mặt thì có rất là nhiều vết thương, những cái vết chảy máu giống như là bị thương ở đâu. Nhưng mà cái hồn ma này nó không có hiện ra mà nó cứ lúc thoát ẩn thoát hiện. Và nó cứ với và nó cứ kêu tên Andrew. Sau đó là hồn ma kia bị kéo đi và biến mất. Giống như là nó bị, cái hồn ma đó nó bị một cái thế lực nào đó kéo đi. Thì lúc đó Melinda chỉ nhìn được như vậy thôi, mới kể cho Andrew nghe. Andrew nói là giống như là theo những gì Melinda kể và thấy sơ lược qua diễn tả là cái chàng trai đó, hồn ma đó nhìn như thế nào, thì Andrew nói là Andrew không có nhớ, giống như là Andrew hồi xưa tới giờ không có làm tổn hại ai, không có làm ai giận hết, mà tại sao nó lại đi theo Andrew và nó phá Andrew như vậy. Thì tối hôm đó Melinda mới nói với Andrew là hay là cậu qua nhà của tớ ngủ đi. Andrew còn nói với Melinda rằng cái này cũng là chuyện bị ma ám thôi mà, mình sẽ chẳng thể nào mà vì một con ma mà bỏ cái nơi mà mình ở đâu. Mình sẽ không bị nó đuổi ra khỏi nhà như vậy. Nó là ma, mình là người mà làm sao mà mình sợ nó được. Tối hôm đó, Andrew về lại cái chỗ của mình ở để mà ngủ. Khi đang ngủ, đột nhiên cửa tủ quần áo mở phăng ra, nghe một cái cạch. Andrew giật mình thức dậy. Khi mà thức dậy, cái xào quần áo á, các bạn, nó lắc qua lắc lại. Ở dưới cái xào đồ có một đống giày dép của Andrew, trong đó có một đôi giày leo núi. Đôi giày leo núi đó nó bước ra tiến về phía Andrew, và cuối cùng Andrew phóng về phía nhà của Melinda. Mới ban đầu bà còn nói là mình sẽ không bị con ma nó đuổi ra khỏi nhà đâu, rồi bây giờ là bị ma hù một lần nữa. Khi mà tới nhà của Melinda, Andrew nói rằng mình sẽ không bao giờ quay lại chỗ chết tiệt đó một lần nào nữa đâu. Là rất rất là sợ luôn.
Melinda và Jim nói với Andrew là ngủ lại nhà của họ đi. Nhưng mà nhà thì không có cái phòng trống, chỉ có ghế sofa ở dưới phòng khách thôi. Đem đồ đạc, đem mền gối xuống cho Andrew ngủ tạm. Tối hôm đó, Melinda nói với Andrew rằng cậu cứ ngủ ở dưới đây đi, rồi ví dụ như mà có thấy cái gì thì hãy la thật là lớn lên, mình ở trên lầu sẽ lập tức chạy xuống để mà xem là có chuyện gì xảy ra. Khi mà đang nói chuyện á, đột nhiên ly rượu mà Andrew uống nó bị đóng băng lại, đóng cứng ngắc luôn, thành đá ở trong đó luôn. Sau đó gió lại thổi rất mạnh. Melinda nhìn qua hướng cầu thang thì thấy hồn ma đó xuất hiện lại một lần nữa và nó gọi tên Andrew. Lần này nó xuất hiện và nó hiện rõ hơn, nhưng mà chưa kịp nói gì nhiều hết thì nó lại bị một cái lực gì đó hút đi. Khi này Melinda mới quay sang nhìn Andrew và nói rằng lần này mình chắc chắn là hồn ma đó nó biết cậu và nó theo cậu, nó gọi tên của cậu nữa. Và lần này thì mình có thể nhìn thấy rõ hình dáng của hồn ma đó. Qua ngày hôm sau, Andrew mới lấy hết tất cả những cái hình kỷ niệm của Andrew, chụp từ nhỏ cho tới lớn cho Melinda coi, với hy vọng là có thể tìm thấy được hình ảnh của hồn ma đó ở trong những cái tấm hình, và có thể là phát hiện ra biết được hồn ma đó là người nào, chính xác là Andrew có quen hay không. Thì đó là một chàng trai Mỹ trắng, khoảng chừng 30 tuổi, nhìn bề ngoài thì cũng khá là bảnh trai. Khi mà Melinda xem tất cả những hình ảnh của Andrew, những cái hình ảnh mà hồi xưa những chuyện của Andrew, Melinda cũng không biết luôn. Chỉ biết cô bạn của mình từ khi mà cô ấy chuyển tới thị trấn ở rồi tới làm việc chung với mình, sau này là trở nên thân thiết. Chứ còn những cái chuyện trước đây thì cũng không có biết. Khi mà xem xong những cái sắp hình của Andrew mới nhận ra rằng ngày xưa Andrew đã từng đi du lịch rất là nhiều nơi, gần như là đi du lịch hết toàn bộ châu Âu luôn. Cuối cùng Andrew chọn dừng chân ở một thị trấn nhỏ Grandview và có một cái cuộc sống ổn định ở một cái thị trấn như vậy. Trước đây á, Andrew đã từng làm việc ở văn phòng, nói chung là đã có rất là nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, không có giống như là Melinda suốt ngày chỉ ở từ nhỏ cho tới lớn chỉ biết là ở một cái thị trấn như vậy, giúp cho những người, rồi giống như là Melinda cảm nhận như là cuộc sống của mình hơi bị gò bó, chưa có trải nghiệm được nhiều giống như là Andrew. Andrew nói với Melinda rằng thật ra những cái trải nghiệm đó rất là thú vị, nhưng mà khi đã trải nghiệm qua hết rồi thì Andrew nhận ra có một nơi để mà ở ổn định sẽ cảm thấy thoải mái hơn, và giống như là cái nơi đó nó sẽ là nhà. Sau khi đã khám phá thế giới ở ngoài kia rồi, là bây giờ Andrew cũng không có còn gì nuối tiếc, cũng không có còn gì là muốn làm nữa, thích sống một cuộc sống bây giờ hơn. Coi một loạt những hình ảnh vẫn không tìm thấy được danh tính của hồn ma kia. Khi mà coi tới cái sắp hình ảnh mà Andrew đã chụp cách đây vài năm trước, khi đó Andrew còn làm việc ở một công ty lớn, Melinda lại phát hiện ra hồn ma đó nằm ở trong một trong những cái tấm ảnh đó. Andrew mới nhìn và nói rằng Andrew nhớ cậu ta. Cậu ta tên là Dennis. Khi đó Dennis và Andrew cùng làm việc trong một công ty, thỉnh thoảng thì họ cũng có đi ăn, đi uống chung chung với một nhóm ở trong công ty luôn. Dennis là một người khá trầm tính và rất là dễ thương, nói chuyện rất là hòa đồng với tất cả mọi người. Andrew lúc đó thực sự là cũng có thích Dennis, nhưng mà không có nói ra, chỉ là thích ở trong lòng thôi. Crush thôi. Nhưng mà không hiểu nguyên nhân vì sao mà Dennis chẳng lẽ bây giờ đã chết rồi. Nhưng mà tại sao sau khi chết lại theo ám Andrew? Bởi vì khi còn sống, khi mà hồi xưa lúc mà nói chuyện với Dennis, Andrew không có hề gây hấn hay là không có hề làm cho Dennis giận gì hết, mà hai người lại nói chuyện rất là hòa đồng với nhau. Cả Melinda và Andrew cũng không biết nguyên nhân vì sao. Tới tối thì Andrew lại ngủ ở nhà của Melinda, bởi vì Andrew không dám quay trở lại về nhà của mình ở nữa, mặc dù bây giờ biết hồn ma theo bám mình là ai, nhưng mà vẫn ở nhà Melinda để mà xem là nếu như mà thực sự hồn ma đó cần nói chuyện với Andrew thì nó sẽ hiện lên một lần nữa. Buổi tối đó, Melinda và Jim ngủ ở trên lầu, còn Andrew thì ở dưới phòng khách đang nằm thiêu thiêu ngủ. Lại một lần nữa, mỗi lần mà hồn ma đó xuất hiện là gió thổi rất là mạnh, thổi và đánh tung cửa sổ. Andrew la lên, Melinda chạy xuống xem chuyện gì xảy ra. Khi mà chạy xuống nhìn xung quanh thì nhìn ngay cái cầu thang, thấy hồn ma của chàng trai đó trên người máu me không, bò từ trên cầu thang bò xuống. Khi hồn ma đó đã bò xuống cầu thang nhìn Melinda thì hồn ma đó nói với Melinda rằng tôi vẫn chưa chết. Sau đó hồn ma đó biến mất. Sau đó Melinda kể cho Andrew nghe về những gì mà mình thấy. Andrew mới hỏi Melinda là tại sao hồn ma đó lại nói là anh ta chưa chết. Melinda mới giải thích là rất có thể là anh ta không biết là anh ta đã chết, nhưng mà mỗi lần mà xuất hiện anh ta đều bị một cái gì đó cuốn hút và kéo anh ta đi mất. Khi Andrew biết được hồn ma theo ám mình là Dennis, thì khi đó Andrew và Melinda cũng đã cố gắng tìm kiếm thêm nhiều thông tin về anh ta, nhưng mà lại tìm không ra. Andrew nói rằng sau khi mà Andrew nghỉ việc ở công ty đó một khoảng thời gian thì Dennis cũng nghỉ. Mà Dennis khi mà nghỉ rồi á, hỏi lại tin tức của anh ta thì không ai biết hết, giống như là bị bốc hơi khỏi trái đất vậy, không biết là anh ta đi đâu hết.
Qua tới ngày hôm sau khi mà gặp Dennis, hồn ma của Dennis một lần nữa và anh ta nói rằng tôi chưa chết, thì Andrew lại cố gắng điều tra thêm một lần nữa nhưng mà vẫn không tìm ra được địa chỉ nơi ở của Dennis hoặc là nơi mà Dennis đã từng ở. Chỉ biết là Dennis có một người anh trai và một người cha. Sau đó Andrew mới tìm tới thông tin của anh trai của Dennis. Anh trai của Dennis tên là Charles, với hy vọng là có thể biết được thông tin về Dennis. Nhưng mà khi mà tìm thông tin về Charles, chỉ biết là anh ta làm việc ở đâu mà thôi. Andrew mới chạy đến nơi mà được biết là Charles đang làm việc ở đó. Đó là một quán ăn và hình như là Charles đang làm nhân viên phục vụ ở trong đó. Khi đến nơi thì chỉ thấy ở trong đó có một cô gái thôi, một cô phục vụ. Khi mà hỏi tên thì cái cô gái đó nói cô ta tên là Libby. Khi nói chuyện với Libby mới biết được rằng Charles đã nghỉ việc cách đây 2 tuần. Như vậy là lại không có manh mối gì nữa. Nói chuyện xong cũng không có được thông tin gì nhiều, cho nên Andrew đã nói với Libby là nếu như mà có thông tin gì về Charles thì hãy vui lòng gọi cho Andrew, bởi vì Andrew thực sự rất là lo lắng cho Dennis, em trai của Charles. Và Libby á, mới ban đầu khi mà Andrew tới hỏi chuyện về Charles, Libby tỏ ra rất là kiểu như là không có mấy được vui vẻ, nói chuyện rất là tỏ vẻ và khinh khinh Andrew. Nhưng mà sau khi nghe Andrew nói rằng Andrew tìm Dennis, tìm em trai của Charles, muốn là thông qua Charles có thể tìm Dennis chứ không phải là thực chất là tìm Charles, thì cái cô đó cũng mới cởi mở và nói chuyện thân thiện hơn, là bởi vì Libby á crush Charles nhưng mà không có dám nói ra cho tới khi mà cậu ta nghỉ việc rồi, sau 2 tuần là nghỉ việc rồi, và bây giờ cũng đang hy vọng là có thể gặp lại Charles một lần nữa. Sau khi đã nói chuyện xong cũng như là Andrew đã đưa những thông tin của mình cho Libby thì Andrew ra về. Khi Andrew ra tới xe, trên xe của Andrew hiện lên một cái dòng chữ giống như là một cái địa chỉ. Andrew vội lấy bút viết ra tính ghi lại vào giấy thì cái dòng chữ đã biến mất. Nhưng cũng may Andrew không não cá vàng như Bob, đã nhớ lại là cái địa chỉ đó là cái gì và ghi lại vào trong cái tờ giấy đó để mà không có quên. Khi về đến tiệm bán đồ cổ, Andrew đưa những cái thông tin mà Andrew có được cho Melinda coi và hỏi Melinda rằng cậu có biết là cái chỗ này là chỗ nào hay không? Ở đó là có một cái số, không biết là số gì, rồi có địa chỉ của con đường. Rồi nói chung là có một cái địa chỉ nhưng mà không cụ thể, các bạn chỉ biết là ở một của một con đường nào đó thôi. Thì hai người đang bắt đầu đoán, suy nghĩ một hồi, Melinda mới nói rằng à, ở trên cái con đường này có một cái bệnh viện. Và cái này hình như là cái tên con đường đi tới cái bệnh viện đó. Andrew mới nói là tại sao lại đưa mình tới bệnh viện? Melinda nói rằng á, rất có thể là cậu ta chết rồi nhưng mà không có ai tới nhận xác. Có thể là đây là cái địa chỉ cái bệnh viện, cũng như là cái số này có thể là cái số nhà xác của cậu ta. Thì hai người bắt đầu tới cái bệnh viện đó để mà hỏi thăm. Khi mà đến hỏi là ở đó có cái xác nào mà không có ai nhận không, thì bệnh viện lại không có cho biết, là giấu, là giống như là có những cái thông tin mà họ không có nói ra được á. Họ nói là cần phải có cụ thể, giống như là tìm người tên địa chỉ như thế nào. Nói chung là ban đầu là cái cô y tá kia không có cho thông tin gì hết. Sau đó thì Melinda đành phải đưa cái địa chỉ mà Andrew có, hỏi cô y tá là vậy cô có biết là cái này là nói về cái địa chỉ nào ở trong bệnh viện này hay không? Thì khi mà coi cái địa chỉ đó, cô y tá cũng mới nói rằng à, cái này là địa chỉ của bệnh viện đúng rồi, và cái số này là số phòng, là số phòng cấp cứu. Tại vì Melinda nghĩ cái đó có thể là số của cái nhà xác, cái ô ở trong nhà xác, nhưng mà không phải, mà cái đó là cái số của cái phòng cấp cứu của bệnh nhân đang nằm ở trong phòng cấp cứu. Thế là hai người mới đi tới cái phòng đó, được cô y tá chỉ là bệnh nhân nó nằm ở chỗ nào. Khi mà đến nơi á thì rõ ràng thấy Dennis đang nằm và được cấp cứu, là đang nằm trong phòng hồi sức, chưa tỉnh dậy, không có tỉnh dậy, đang hôn mê bất tỉnh. Vậy là Dennis chưa có chết, mà tại sao Melinda lại nhìn thấy hồn ma của Dennis? Khi nói chuyện với bác sĩ mới biết rằng có một cặp vợ chồng leo núi và vô tình phát hiện ra Dennis. Dennis có vẻ như là đã bị ngã xuống dưới núi, đập đầu vào đá. Trước khi mà thực sự bất tỉnh á, Dennis đã phải bò một quãng đường rất là dài. Người của anh ta bị thương rất là nhiều và bây giờ là anh ta không có tỉnh dậy được. Khi mà tìm thấy Dennis thì trên người của cậu ta không có bất cứ một cái thông tin gì hết. Không có bằng lái xe, không có giấy tờ tùy thân gì hết. Cho nên Dennis vẫn luôn ở trong cái phòng hồi sức đó mà không có ai tới nhận. Không có người thân nào tới hết. Thì cứ nghĩ là anh ta không có người thân. Khi đó Andrew mới nói cho bác sĩ là những cái thông tin về Dennis để cho cảnh sát có thể để thông tin vào cũng như là cố gắng liên hệ với người thân. Nhưng mà có vẻ như có một cái linh tính nào đó mách bảo là có thể Dennis khi đó đang đi leo núi với cha và anh của mình. Khi mà người ta phát hiện ra Dennis ở trên cái núi đó thì chỉ thấy có một mình cậu ta thôi, rồi đưa cậu ta vào bệnh viện. Nhưng mà bây giờ đã biết là có thể là có người ở trên núi nữa, cho nên Melinda mới gọi cho Jim, nói với Jim là
anh hãy đi tới cái ngọn núi mà cái người bác sĩ nói các bạn, anh hãy đi tới cái ngọn núi đó và cố gắng thử coi là kêu người ta lên đó để mà tìm người, bởi vì rất có thể anh trai và cha của Dennis đang bị mắc kẹt ở trên đó. Mặc dù là Dennis chưa tỉnh nhưng mà đó là những gì mà họ phán đoán, nhưng mà cái núi đó nó rất là to. Phải nói là đi cái núi đó hả, tìm tới mấy tháng chưa chắc gì ra được một con người ở trên đó các bạn. Nếu mà có mắc kẹt á mà có đi tìm á thì cái hy vọng tìm ra được một người nó rất là mong manh. Jim mới đi tới cái chỗ đó và thuyết phục những người trông coi canh chừng ở đó để mà đi lên tìm. Ban đầu là họ không chịu đi nha. Nhưng mà Jim thuyết phục, Jim nói là chắc chắn là có người vẫn còn đang ở trên đó, mắc kẹt ở trên đó. Và bác hãy tưởng tượng đi, tại vì cái ông đó ông cũng lớn tuổi rồi. Jim nói với ông là bác hãy tưởng tượng đi, thí dụ mà anh em của bác hay là con của bác bị mắc kẹt ở trên đó thì bác sẽ làm như thế nào. Sau đó thì ông ấy cũng được Jim thuyết phục cố gắng là kêu người đi lên trên núi để mà tìm kiếm, vận động người để mà đi kiếm. Khi mà tìm kiếm không có tìm ra người, nhưng mà phát hiện ra một cái ba lô có ghi thông tin của Charlie's, là họ mắc kẹt ở trên đó, chắc chắn là có người mắc kẹt ở trên đó. Nhưng mà thực sự là cái đó là giống như là mò kim đáy bể, rất là khó tìm ra. Quay về phần Melinda và Andrew, họ vẫn luôn ở bệnh viện túc trực ở bên cạnh của Dennis, hy vọng là anh ta có thể tỉnh dậy. Khi mà nói chuyện với bác sĩ, Melinda có hỏi bác sĩ là có phải là bác sĩ đã dùng chích điện khi mà anh ta sắp chết hay không? Thì bác sĩ nói là đúng là như vậy, chúng tôi có sử dụng biện pháp đó một vài lần bởi vì lúc đó là rất là cấp bách và anh ta đã rơi vào tình trạng hôn mê gần như là chết khoảng vài lần luôn, và chúng tôi đã dùng cái biện pháp chích điện đó mang anh ấy sống lại. Khi mà bác sĩ hỏi tại sao cô lại hỏi như vậy, Melinda trả lời rằng cháu chỉ muốn biết là cái mức độ nguy hiểm của Dennis như thế nào mà thôi. Sau đó thì ông bác sĩ ông đi. Lúc đó có một người bác sĩ trẻ nhưng mà là hồn ma hiện lên và nói chuyện với Melinda, báo cáo tình hình của Dennis cho Melinda biết là cậu ta đã hôn mê và suýt chết mấy lần. Khi mà mọi người đang nói chuyện, đột nhiên phòng cấp cứu của Dennis vang lên và tất cả những bác sĩ chạy vào cấp cứu cho anh ta. Anh ta lại một lần nữa rơi vào tình trạng gần như là tim ngừng đập, và những bác sĩ lại phải dùng cái biện pháp mà chích điện để cho anh ta tỉnh dậy, để mà kích điện để cho tim của anh ta đập lại. Những cái lúc như vậy á, thì Dennis lúc đó hiện ra đứng trước mặt của Melinda và nói rằng hãy kêu họ ngừng lại đi, hãy kêu họ để cho tôi chết, tôi phải chết thì tôi mới có thể cứu được anh trai của mình và cha của mình, và để cho tôi chết. Khi đó anh cứ đứng đó anh nói là cô hãy kêu họ ngừng lại đi, nhưng mà Melinda đâu có thể nào làm như vậy, bởi vì cứu một mạng người làm sao mà có thể để cho một người vô tội chết như vậy được. Những bác sĩ vẫn cố gắng cứu anh này, và khi mà đã cứu được, cái hồn ảnh hiện ra lại bị hút vào trong cơ thể của anh ta một lần nữa. Như vậy là những lần trước lúc ẩn lúc hiện là những lần mà ảnh được bác sĩ cấp cứu là bị kéo đi, hồn của ảnh bị nhập vào trong xác, bị kéo đi, cho nên mới là hiện ra thoát ẩn thoát hiện như vậy. Khi mà đã thấy được cái sự việc như vậy thì rõ ràng Dennis chưa chết, nhưng mà hồn của Dennis muốn nói rằng muốn cứu được anh của Dennis thì Dennis phải tới để mà nói với Melinda biết là anh ta ở đâu, và chỉ chính xác là chỉ ở đâu, chứ mọi người đi tìm như vậy đâu có tìm ra được. Melinda mới nói với Andrew, hai người mới suy nghĩ hay là chúng ta tìm tới bác sĩ, người phụ trách về sức khỏe của Dennis, và hỏi bác sĩ là có cách nào có thể làm chậm cái quá trình cứu ảnh lại để cho ảnh đưa cho chúng ta nhiều thông tin hơn. Thì chỉ có cách là hỏi như vậy thôi. Thực sự là hôn mê cũng không có thể giúp được, phải là khi Dennis tim ngừng đập, là tim ngừng đập là chết rồi, xuất ra mới có thể nói chuyện được với Melinda. Nhưng mà xuất ra thì đâu có được xuất ra lâu đâu các bạn, nếu mà ở bên ngoài quá lâu là chết rồi. Thì những khi đó bác sĩ lại cố gắng cứu, nhưng mà ý của Melinda và Andrew là những cái lần như vậy là có thể làm chậm một chút thôi để có đủ thông tin để mà nói chuyện với Dennis. Rõ ràng là cái đó nghe quá là vô lý, và vị bác sĩ trưởng khoa cũng đã từ chối. Ông ta nói rằng những điều mà Linda nói là quá là vô lý. Làm sao mà một người có thể nói chuyện với một hồn ma, thậm chí là Dennis chưa chết. Ông không tin, ông nói rằng tôi không thể nào vì những gì cô nói mà có thể làm những việc tổn hại tới sức khỏe của bệnh nhân của tôi, và đó là chuyện mà không thể nào có thể xảy ra. Nhưng mà cũng có thể thông cảm cho vị bác sĩ này các bạn, bởi vì đúng là nếu mà làm cho cái quá trình đó chậm một chút thì có thể làm, nhưng mà nó rất là rủi ro cho sức khỏe của bệnh nhân. Và là một cái người bác sĩ có tâm thì chắc chắn là họ sẽ không làm điều đó, bởi vì nghe một người nói rằng là họ có thể nhìn thấy ma và muốn nói chuyện với cái hồn ma đó lâu hơn một chút, cái hồn của cái người đó lâu hơn một chút, thì đúng là bác sĩ đó làm như vậy là đúng.
Hiện tại là tất cả mọi người đang phán đoán là có thể Charlie cùng với lại Dennis và cha của mình ở trên núi, nhưng mà không chắc. Nhưng mà chắc chắn là có thể là có Charlie ở trên núi, cho nên mới phải đổ người ra đi tìm. Khi đó Andrew nhận được cuộc gọi từ Libby. Libby gọi điện cho Andrew và nói rằng cô có một số thông tin. Cô tìm ra được một cái tờ lịch ở trong chỗ làm việc, và trong cái tờ lịch đó có ghi cái ngày. Cái ngày đó là một vài ngày trước khi mà Andrew gặp ma luôn. Và trong cái ngày đó có khoanh lại và ghi cái chữ cha ở trong đó. Là chắc chắn là có thể là cái ngày đó là một ngày đặc biệt nào đó mà cả gia đình cùng nhau đi leo núi. Thì đó là Andrew đoán ra được cái việc đó, và Andrew nói rằng như vậy chắc chắn là ở trên núi còn hai người, là cha của Dennis và cả Charles nữa. Khi nói chuyện với Libby mới biết thêm một số thông tin rằng trước khi mà Charles nghỉ việc, Charles có nói chuyện với Libby. Charles nói rằng thực chất á, ngày xưa là nhà của họ có một cái nhà hàng nho nhỏ, và hai anh em đã thỏa thuận với nhau rằng bởi vì không có đủ tiền để đi học đại học các bạn, và phải có một người ở nhà để mà quản lý chăm sóc cái nhà hàng đó cùng với cha. Thì Charles là anh lớn, cho nên Charles mới nói là thôi thì bây giờ thì anh sẽ ở nhà quản lý nhà hàng cùng với cha, còn em thì đi học đại học. Khi mà em học xong rồi, em sẽ phải về lại đây để mà chăm sóc nhà hàng cùng với cha của mình. Sau đó anh sẽ lại có thể đi học đại học. Sau khi mà anh học xong rồi thì anh đi về, thì em muốn làm gì thì em làm, cũng như là chúng ta sẽ có những cái quyết định sau này riêng. Thì đó là thỏa thuận của hai anh em. Tuy nhiên, khi mà Dennis đi học á, Dennis học xong rồi, Dennis đi làm lại không chịu quay trở về, không có chịu thực hiện lời hứa của mình. Charles ở nhà cùng với cha quản lý nhà hàng, nhưng mà nhà hàng thì càng ngày càng đi xuống. Sau đó thì nhà hàng phải đóng cửa. Sau khi nhà hàng đóng cửa, không có tiền để trang trải, Charles lại phải đi làm ở một xưởng in, nhưng mà công việc lại cũng không mấy suôn sẻ. Rồi lại tới cái nơi hiện tại là làm bồi bàn cho cái nhà hàng cùng với Libby. Nhưng mà vài tuần trước vừa mới nghỉ việc. Trước khi nghỉ việc, Charles có nói rằng khi mà làm ở xưởng in, anh ta cố gắng là không phải là làm cho người ta, nhưng mà cố gắng mở một cái xưởng in cùng với cha của mình. Nhưng mà sau đó thì cha của anh bị ốm, và tất cả mọi việc đi xuống, rồi lại phải bỏ cái xưởng in đó và quay trở lại làm bồi bàn cho một cái nhà hàng làm chung với Libby. Và đó là những thông tin mà Libby đưa cho Andrew. Nghe như vậy thì cũng rất là đáng thương cho Charlie. Charlie đã hy sinh cho em của mình. Em mình đi học, đi làm ra có một công việc rất là ổn định. Sau đó lại không quay về giúp anh của mình, giúp cha của mình, mà lại giống như là không có thực hiện lời hứa ngày xưa. Thì thật sự cũng cảm thấy Dennis hơi quá đáng một chút. Nhưng mà có vẻ như là hiện tại là Dennis đang cố gắng cứu anh của mình, bởi vì có lẽ như là hối hận cho những chuyện mà ngày xưa mình đã làm. Sau khi nói chuyện xong với Libby, Andrew lại quay trở về bệnh viện để chăm sóc cho Dennis. Vào đêm hôm đó, một lần nữa, Dennis rơi vào trong tình trạng nguy kịch. Khi đó, hồn ma của anh ta đã xuất ra bên ngoài. Tất cả những người bác sĩ lại tới một lần nữa và chuẩn bị kích điện để cho anh ta có thể sống dậy. Nhưng mà lần này anh ta quyết là phải chết. Anh ta nói rằng tôi phải chết, tôi không thể nào sống được. Nếu mà tôi sống thì anh trai của tôi sẽ chết. Khi đó Dennis mới dùng năng lượng của anh ta. Có vẻ như là sau một khoảng thời gian dài, Dennis đã có khả năng điều khiển năng lượng của mình. Dennis dùng năng lượng của anh ta để mà làm cháy những cái thiết bị trong cái phòng đó. Là bác sĩ vừa đụng vào trong cái máy kích điện là cái máy đó nó cháy. Đụng vào trong tức, nói chung là đụng vô cái nào bằng điện là những cái điện đó nó sẽ cháy và nó nổ, là khiến cho nguyên một cái căn phòng cấp cứu đó nổ hết cái máy này tới nổ cái máy kia, nổ liên hoàn luôn. Và đó là một cái hiện tượng mà chưa bao giờ xảy ra. Ông bác sĩ ông cũng ngỡ ngàng luôn, ông nói là chưa bao giờ xảy ra cái hiện tượng đó trong cuộc đời làm việc của ông luôn. Rồi ông phải dùng cái phương pháp rất là cơ bản là hô hấp nhân tạo, sau đó là ép tim bằng tay, nhưng mà cuối cùng vẫn không cứu được anh ta, bởi vì Dennis cố chết rồi thì không thể nào cứu được. Sau khi đã tuyên bố rằng Dennis đã chết rồi, thì hồn ma của Dennis mới hiện lên nói chuyện với lại Andrew và Melinda. Hồi xưa khi mà Dennis và Andrew còn là đồng nghiệp với nhau, Andrew đã crush Dennis và tặng cho Dennis một cái móc chìa khóa có hình quả cầu, có hình cái quả địa cầu. Và Dennis vẫn còn giữ cho đến tận khi mà hiện tại luôn á. Khi mà đưa vào bệnh viện á, người ta chỉ phát hiện ra trên người của Dennis có một cái chìa khóa ở trong túi thôi. Và khi mà lấy cái chìa khóa đó ra, thấy cái móc khóa ở trong đó. Hồn ma của Dennis mới nói với họ rằng khi mà anh ta bị tai nạn á, anh ta đã bị té xuống núi, đập đầu vào đá và anh ta cố gắng bò xuống núi. Sau đó là bị bất tỉnh. Khi mà tỉnh dậy á, ảnh thấy là ảnh ở bên ngoài cơ thể của ảnh, giống như là hồn đã lìa khỏi xác rồi. Ảnh nhìn thấy người khác cấp cứu cơ thể của ảnh, thì khi đó ảnh rất là muốn sống. Khi mà ảnh được bị hút lại vào trong người á, thì ảnh lại sực nhớ ra người anh của mình vẫn còn mắc kẹt ở trên núi. Ảnh muốn cứu anh của mình. Sau đó là ảnh lại dần rơi vào trạng thái hôn mê và hồn lại xuất ra bên ngoài. Khi mà hồn của ảnh lìa ra khỏi xác á, thì ảnh lại nhìn thấy cái móc chìa khóa mà Andrew tặng cho ảnh. Khi ảnh thấy cái móc chìa khóa đó, đột nhiên
giống như là ảnh bị hút tới nơi của Andrew luôn á. À, không biết là Andrew ở đâu. Thật sự khi mà còn sống là ảnh và Andrew đã mất liên lạc rồi. Nhưng mà khi mà ảnh chết, tự nhiên hồn ma của ảnh nhìn vào trong cái quả địa cầu đó, nghĩ tới Andrew là tự nhiên ảnh hiện ngay cái chỗ của Andrew luôn. Khi mà ảnh xuất hiện ở trong căn hộ của Andrew, ảnh cố gắng kêu tên của Andrew nhưng mà Andrew không có thấy được ảnh, không có nghe được, chỉ thấy được những cái hiện tượng rùng rợn xảy ra xung quanh mình thôi. Và tất cả những gì mà ảnh cố gắng làm là kêu Andrew để cho Andrew có thể giúp ảnh. Andrew giống như là hy vọng của ảnh vậy. Và cứ như vậy, mỗi lần mà ảnh được cứu sống dậy thì ảnh lại hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà khi mà ảnh đã sắp chết thì ảnh lại bị hút tới chỗ của Andrew một lần nữa, cho tới khi mà gặp Melinda. Và tới thời điểm hiện tại là ảnh đã chết hoàn toàn rồi. Thực ra là có thể cứu ảnh các bạn, nhưng mà do ảnh dùng năng lượng để cho những người bác sĩ không cứu mình, để mình có thể đưa thông tin cho Melinda, để Melinda đi cứu anh mình. Qua ngày hôm sau, tất cả mọi người tụ tập lại ở dưới chân núi và bắt đầu đổ xô đi tìm Charles. Andrew và Melinda được sự dẫn dắt của Dennis và họ đi theo một cái hướng khác. Những người làm việc ở trong núi họ mới nói là những cái du khách đi leo núi thường sẽ đi theo cái hướng này, cho nên họ đi theo cái hướng của họ. Nhưng mà Melinda, cái hướng mà hồn ma chỉ cho Melinda lại đi theo một cái hướng ngược lại. Melinda mới nói với họ rằng không phải hướng đó sai rồi, phải đi theo cái hướng này. Thì những người kia họ ý là họ làm việc lâu năm, họ nói là không, chắc chắn không có ở bên cái hướng đó, không ai là đi leo núi mà đi theo cái hướng đó hết. Nhưng mà rõ ràng là hồn ma kia chỉ là phải đi theo cái hướng đó. Thậm chí cái ông lớn tuổi ở đó, ông nói rằng cô là ai mà cô nói như vậy, tôi làm việc ở đây rất là lâu năm rồi, tôi biết là cách để mà tìm kiếm những người thất lạc. Nhưng mà Melinda không nói gì cả. Ok, mấy người không đi theo hướng tôi chỉ thì kệ mấy người, tôi đi tìm theo hướng của tôi. Và Andrew cùng với Melinda và Jim đi theo hướng của họ. Trước khi đi, Jim còn nói với ông kia rằng tôi không biết ông là ai, nhưng mà cô ấy là vợ của tôi. Và cô ấy nói đi theo hướng nào thì tôi sẽ đi theo hướng đó, và chắc chắn hướng đó là hướng đúng. Trời, thanh niên rất cứng luôn. Và Jim cũng đã đi theo hướng của Melinda. Dĩ nhiên, khi mà được sự dẫn dắt của hồn ma đến ngay chính xác địa điểm mà Charles bị té ngất xỉu ở đó, khi đến nơi thì anh ta đang ngất xỉu, các bạn, bị mất tích cũng mấy ngày rồi. Jim đi xuống cấp cứu cho anh ta. Và những người hồi nãy khi mà nói Melinda là đi sai hướng thì họ ngỡ ngàng luôn. Họ nói là tại sao mà cô này cô lại biết chính xác cái địa điểm đó. Họ thắc mắc nhưng mà không có ai có được câu trả lời cả. Khi tới nơi gặp Charles, thấy anh ta đang nằm nhưng mà lại không thấy cha của Charles và Dennis đâu cả. Thấy Charles ôm một cái hũ. Cái hũ đó là hũ cốt cha của Charles và Dennis. Lúc đó hồn ma của người cha cũng hiện ra kế bên cạnh Dennis. Mới vỡ lẽ ra sự việc là cả ba người, người cha và hai đứa con, ở trong nhà có một truyền thống là nếu như mà có cãi vã nhau gì đó thì cả nhà sẽ cùng nhau đi leo núi. Trong cái quá trình leo núi sẽ tâm sự nói chuyện với nhau để mà giải quyết những cái vấn đề tranh cãi. Những cái lần mà họ tranh cãi, cãi nhau kịch liệt đều sử dụng cái biện pháp đó. Và cái lần đó, khi mà cha của Dennis chết, Dennis mới quay về nói chuyện với Charles. Dennis mới nhận ra là mình rất là sai sau khi tốt nghiệp mà không quay trở về để mà thực hiện lời hứa, mà lại phủi bỏ tất cả trách nhiệm đi như vậy. Hai anh em mới nói với nhau, cha mình chết rồi, thì thôi bây giờ hai anh em mình đưa cha lên núi một lần nữa để mà tiễn cha một lần cuối cùng. Sau khi đưa cha về nơi yên nghỉ cuối cùng thì chúng ta sẽ làm hòa, sẽ không có cãi vã và sẽ không có cạch mặt nhau nữa. Thế là hai anh em Charles và Dennis mang hũ hài cốt của cha đi leo núi. Nhưng không ngờ rằng khi leo núi lại gặp tai nạn. Charlie và Dennis bị ngã, khi đó Charlie bị thương, Dennis cố gắng đi tìm người giúp đỡ và anh ta trong cái quá trình đi tìm người giúp đỡ thì anh ta cũng bị tai nạn, ngã xuống và ngất xỉu, được người khác tìm thấy và đưa vào bệnh viện. Khi đó thì hồn ma của người cha lúc nào cũng ở bên cạnh Charlie và ông ta không biết phải làm gì cả. Trong khi Dennis lại bị đưa vào trong bệnh viện, hồn ma của anh lại bị Andrew hút về phía của Andrew, cuối cùng là gặp được Melinda. Sau tất cả thì có thể cứu được mạng sống của Charlie. Charles cuối cùng lại phải mất đi hai người thân, một người là em trai Dennis và một người là cha của mình, lại một lần nữa mang hài cốt của cả hai người đưa lên núi để mà rải ở trên núi, giống như là một cái truyền thống của gia đình. Khi mà đã tìm được Charles, cô gái Lippy, người mà đã crush Charles, đã tìm tới và cùng với Charles vượt qua cái khoảng thời gian đau buồn đó. Cuối cùng, Dennis nói với Melinda là hãy nói cho Andrew biết một bí mật. Bởi vì cái khoảng thời gian khi mà ảnh chưa chết á, Andrew lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho ảnh, nói chuyện với ảnh. Cũng có tâm sự nói là ngày xưa Andrew đã thích ảnh như thế nào, nhưng mà lại không dám nói ra. Thì lúc đó ảnh chỉ hôn mê thôi, nhưng mà ảnh nghe hết. Ảnh phản ứng lại được với những cái lời mà Andrew nói hết là ảnh rơi nước mắt. Dennis nói rằng thật ra Dennis cũng có crush Andrew, nhưng mà cũng không dám nói ra. Khi đó là hai người đã vô tình bỏ qua nhau.
Cuối cùng, sau khi đã thực hiện được nguyện vọng, thì Dennis cùng với cha của mình sẵn sàng đi về nơi có ánh sáng, siêu thoát. Thật là số nhỏ cho Andre, hiện tại vẫn còn đang FA, vẫn còn đang ế và biết được một tin là ngày xưa người mình thích cũng thích mình. Nhưng mà bây giờ khi biết được sự thật đó thì cái người đó đã ra đi mãi mãi rồi. Nhưng mà bây giờ thì cũng không có cảm giác giống là ngày xưa nữa. Nhưng mà Andre cũng rất là buồn bởi vì một người bạn của mình đã qua đời. Quay về phía bệnh viện, ông bác sĩ phụ trách chăm sóc cho Dennis. Sau khi mà Dennis chết và xảy ra những hiện tượng lạ như vậy mới tìm tới và hỏi Melinda. Ông hỏi rằng liệu như lúc đó tôi đồng ý cái ý kiến của cô là có thể làm chậm đi cái quá trình cứu anh ta một chút thôi. Đồng ý cái ý kiến đó thì có thể nào cứu được anh ta hay không? Melinda mới nói với ổng rằng thực ra là mọi chuyện xảy ra đều đã xảy ra rồi. Mỗi một người sẽ có một cách nhìn, mỗi một người sẽ có một cái quan niệm sống khác nhau. Có những cái quan niệm sống của bác sĩ không có giống với quan niệm sống của con. Những cái mà con thấy được, bác sĩ không thấy được thì bác sĩ sẽ không tin và ngược lại. Nhưng mà khi mà bác sĩ có những cái quyết định đó, đó là một cái quyết định đúng đắn của một vị bác sĩ có lương tâm. Những chuyện nên xảy ra, nó cũng sẽ đều xảy ra. Giống như là nói để cho ông an ủi được phần nào, mà ông cũng tin, ông hơi tin rồi các bạn. Bởi vì cái vụ việc xảy ra mà không thể nào tin nổi, tất cả những thiết bị ở trong đó đều bị nổ hết. Rồi Melinda mới nói với ông là bác sĩ có còn nhớ Norris hay không? Norris là hồn ma của bác sĩ trẻ xuất hiện ở bên cạnh Melinda để mà nói tình hình của Dennis khi mà Dennis vẫn còn đang hôn mê cho Melinda biết. Và anh ta cũng hay đi theo Melinda để mà trêu ghẹo Melinda. Ông mới ngỡ ngàng, ông bác sĩ á, ông mới ngỡ ngàng, ông nói là làm sao cô biết Norris? Melinda mới nói rằng cháu đã nói chuyện với Norris. Norris muốn nói với ông rằng anh ta rất cảm ơn ông bởi vì đã dạy cho anh ta rất là nhiều điều. Khi có một bệnh nhân đầu tiên chết trong sự chăm sóc của anh ta đã rất suy sụp. Khi đó ông đã an ủi anh ta rất là nhiều và anh ta rất biết ơn về điều đó. Ông bác sĩ thật sự xúc động khi nghe về Norris. Bởi vì Norris là một người thực tập viên cực kỳ giỏi và ông ta cực kỳ quý cái người thực tập viên đó. Nhưng mà anh ta đã bị tai nạn chết một năm về trước. Norris muốn Melinda chuyển lời cảm ơn vị bác sĩ đó. Và Melinda đã giúp cho Norris chuyển lời. Cuối cùng, vị bác sĩ kia cũng tin được những gì Melinda nói, thực sự tin là sau khi chết có sự hiện hữu của hồn ma. Ông ta vẫn luôn đau buồn về cái chết của người thực tập sinh mà mình yêu quý là Norris. Bây giờ biết được là người thực tập sinh đó quý trọng mình, kính trọng mình, cảm ơn mình. Và bây giờ thì anh ta có thể siêu thoát đi về nơi có ánh sáng thì cũng an ủi được ở trong lòng phần nào. Thêm một lần nữa, chúng ta có thể thấy được việc làm của Melinda có ý nghĩa đến như thế nào. Sau tập ngày hôm nay thì chúng ta có thể có rất là nhiều bài học rút ra. Chẳng hạn như nếu mà các bạn crush một ai đó thì các bạn dùng hết sức can đảm của mình để mà tỏ tình với người ta. Có thể biết đâu được người ta cũng thích mình thì sao, mà người ta cũng không dám nói, mà mình cũng không dám nói. Rồi cứ như vậy bỏ qua nhau. Tới sau này nhìn lại thì sẽ có một điều gì đó khá là hối tiếc. Nhưng mà mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người sẽ có một tính cách khác nhau, mỗi người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau. Cho nên đó cũng chỉ là lời khuyên chung chung thôi các bạn. Đôi khi chúng ta cũng nên sống hết mình, cũng nên thôi kệ chuyện gì xảy ra thì mình cứ làm nó đi rồi cái gì tới thì nó tới. Nói chung là đó là cái cách sống của Bắp. Thì hồi xưa đi học á, tâm sự một chút thôi bên ngoài lề. Tâm sự một chút bên lề. Đây là hồi xưa đi học, thời mình đi học thì dĩ nhiên là cảm giác thích một ai đó rất là bình thường các bạn. Nếu mà không có cảm giác thích một ai đó thì nó hơi lạ một chút rồi đó. Chứ còn mình thích bạn này, mình thích bạn kia thì nó cũng rất là bình thường. Vì khi mà, tại vì tính cách của Bắp thì nó khá giống với là con trai. Thấy gì thì mình nói đó thôi. Ví dụ mà mình cảm nhận được cái gì thì mình nói cái đó. Kiểu như tính tình của Bob khi mà đi học thì nó cũng hơi thẳng thắn một chút. Mình mà thích một người nào đó thì mình sẽ nói cho người ta biết, để cho người ta biết là mình thích người ta. Hoặc là nếu mà người ta không thích mình thì thôi, mình không thích người đó nữa, mình đi chuyển qua mình thích người khác. Chứ tự nhiên mình đơn phương một mình như vậy. Cái vấn đề mà người ta sợ á, là ví dụ như mà lỡ như mà mình nói ra người ta không thích mình thì mình kiểu như là bị quê, hoặc là mối quan hệ của hai người sẽ không còn như xưa nữa. Nói chung là vấn đề đó thì nhiều người cũng nói với Bob là hay là làm video nói về cái chuyện mà
con gái có nên tỏ tình trước hay không, rồi mình thích một người nào đó mình có nên nói hay không, mình thích bản thân của mình thì mình có nên tỏ tình hay không, lỡ như bản thân của mình không thích mình thì sao, mà thích lại được thì càng hay chứ sao. Nhưng mà những cái vấn đề đó thì Bắp rất là dễ ứng cho ý kiến, bởi vì đối với quan niệm của Bắp, mỗi người người ta sẽ có một cái cá tính riêng, người ta sẽ có một cái cách sống riêng và một cái cách nhìn nhận về cuộc sống cũng như là cái cách giải quyết trong cuộc sống của họ khác nhau. Mình có thể kể cho người khác nghe về câu chuyện của mình hoặc kể cho người khác nghe về một câu chuyện của một người nào đó để cho họ có thể nghe cái câu chuyện đó, sau đó là suy nghĩ về hoàn cảnh của họ và nghĩ coi là có nên áp dụng cái cách đó hay không. Nói chung là họ có thể tự nghĩ ra cái phương pháp giải quyết của họ. Chứ còn nếu mà khuyên á, mà người ta làm theo á, mà người ta không có được kết quả tốt đẹp thì chắc là sẽ quay qua chửi mình á, thì lúc đó là chết luôn á. Nói chung là cũng khá là quê vốn đó các bạn. Thôi thì Bắp cứ quay lại kể chuyện đi, chứ còn cho ý kiến thì chắc là không dám cho đâu. Ok, và đó là video của chúng ta ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Series là Thì Thầm Của Những Bóng Ma sẽ được chiếu vào mỗi thứ tư và thứ năm mỗi tuần. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.